Hello alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube kể chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui, lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống nha quý vị. Thì đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay thì em cũng ngồi trong một cái khung cảnh khá là đẹp ở bên Bỉ, cho nên là em ngẫu hứng lên và em muốn kể cho quý vị nghe một cái bí mật động trời. Trước khi chơi phải làm cái gì trước? Trời ơi trời, trước khi chơi phải làm cái gì trước vậy trời? Thì mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện ngắn này ha. Thì cái đây là một cái lời thắc mắc của em năm mẹ 18 tuổi á, là em rất là thắc mắc không biết là phải làm cái gì trước đây. Nhưng mà sau khi mà em nghe cái câu chuyện ngắn của một anh trai ở bên Mỹ đã viết tặng và gửi cho em, thì em thầm cảm ơn anh trai rất là nhiều. Nhờ cái anh trai gửi câu chuyện này mà em đọc xong á, em mới biết thì ra là phải làm vậy trước. Thì cái kết ta nói như thế nào bất ngờ quý vị ơi. Mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái bí mật động trời này nha. Chắc hẳn rằng sẽ có rất là nhiều anh em chưa biết trước khi chơi phải làm cái gì trước đây. Còn nếu như anh em nào biết rồi thì có thể làm comment cho em phần bên dưới để em biết được là anh trai có giống như những cái suy nghĩ của em hay không nha. Thì mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện này ha. Thì có một cái ông chú này, ổng coi như là ổng nhiều chuyện dữ lắm luôn, chuyện trong nhà ngoài ngõ gì ổng cũng tỏ tường hết trơn á. Thì buổi sáng hôm đó ổng đang đạp chiếc xe đạp cộc cạch đi vô một cái con đường làng, hai bên là hai hàng cây dừa. Thì bỗng nhiên ổng nhìn qua, ổng thấy có một cái anh thanh niên ngồi coi như là ngồi chùm hởm ăn bún riêu dạng vậy đó, ngồi cái tướng bá đạo lắm. Cái ổng mới thấy hiếu kỳ, sáng sớm sao có thằng này nó ngồi ủ rũ vậy ta. Ổng mới đạp lại cộc cạch, ổng thắng cái két, ổng hỏi: "Nè chú em, sáng sớm mà sao không đi làm ăn gì mà sao ngồi buồn gầu vậy? Ngồi tao nói giống như mất sổ gạo vậy. Trời ơi, ngồi lót cửa giữa luôn kìa ba ơi." Đó. Thì cái anh này ảnh mới ngước lên, ảnh mới nhìn ông chú, ảnh mới buồn thẫn thờ và mặt mày bí xị. Nó trả lời rằng: "Dạ thưa chú, con buồn vợ con lắm chú ơi. Vợ con nó chửi con hoài chú ơi, chán lắm." "Trời ơi, vợ mà chửi chồng hả? Hết nói nổi luôn. Trời ơi, năm thời buổi hiện đại quá trời, trời vợ chửi chồng, trời ơi chưa từng thấy luôn. Mà con làm cái gì, mày làm cái gì mà nó chửi mày? Nói chú nghe coi." "Dạ thì con đâu có làm cái gì nữa đâu. Con mua có 5.000 bạc chứ số mà con thua à. Mà nó chửi con á, nó chửi hoài, con ghét con chịu không nổi, con bỏ nhà con ra đường con ngồi luôn chú ơi." "Trời ơi trời, mày mua có 5.000 bạc chứ số mà nó chửi mày hả? Thiệt không đó? Hay là cái chuyện kia?" "Dạ thì thiệt chú ơi, chứ chuyện kia là chuyện gì, chứ con chỉ có chuyện đó thôi à, chuyện thua vé số là nó chửi con hoài vậy chú ơi. Tao gành mấy con đàn bà này dữ lắm, thấy không? Hay là mày á, coi như là cái chuyện kia của mày á là không có làm nó đều đều, mày có làm nó đều đều không?" "Dạ chuyện đó đó hả chú? Trời ơi cũng làm đều đều luôn, sáng trưa chiều tối gì làm hoài luôn, mà nó cứ chửi hoài không hiểu vì sao nữa. Trời ơi, tao gành mấy con đàn bà này dữ lắm. Mày làm nhưng mà mày làm có đúng, có đủ chưa? Mày làm phải đúng, nó mới không chửi. Còn mày làm sai là nó chửi mày hoài hoài, dù mày có làm nhiều cũng vô ích, thấy không?" "Dạ thì con làm đúng y gan chứ có gì đâu sai chú." "Mày á, ý tao nói ở đây á là làm, mình có nghĩa là trước khi mà mày làm á, mày có bú chưa?" "Dạ bú là bú cái gì chú? Con đâu có biết đâu chú ơi. Con khờ lắm chú ơi, con đâu có biết." "Trời đất ơi, chính về mày khờ cho nên là nó mới chửi mày hoài." "Ơi, tao nói ở đây là mày có bú cái lờ chưa? Mày phải làm như vậy mới được. Trời ơi, khờ ơi là khờ." "Trời ơi, dạ con chưa có biết, con chưa có làlàm bao giờ." "Trời ơi là con, tối nay hay tối mai gì đó rảnh mày làm những gì chú nói đi. Chú bảo đảm với con là vợ của con là coi như là anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước không, là vợ mày nó phục tùng mày sát vách luôn. Mày nói một tiếng là nó mày ho, một tiếng là nó sợ mày liền, thấy không? Mày khờ quá, bởi vì vợ năng hiếp. Bây giờ tối nay hay ngày mai mày rảnh mày làm theo những gì chú nói nghe không? Chúc con hạnh phúc may mắn nghe không? Chú về nha." Nói xong cái ông chú đạp xe đạp cộc cạch đi mất tiêu. Thì cái anh thanh niên ảnh ngồi ảnh suy nghĩ, quái lạ thay, đó giờ mình chưa có làm, cái ông chú này ông nói cái chuyện này là mình thấy là hình như là mình có cái gì đó mình thiếu nè, hay là mình thử mình làm cái coi làm sao. Nhưng mà mình muốn làm thì mình phải lấy can đảm, mình phải nhậu vài ly rượu này nọ kia đồ,
Đó, thì nói xong thì anh đó chiều ảnh đi nhậu, nhậu xong say say về, tối thì cũng bắt đầu là mần bà vợ, nhưng mà có cái là bữa nay nó thay đổi không khí một chút, bắt đầu ảnh mới đưa cái người ảnh lại gần, ảnh đưa cái mặt ảnh lại gần, ảnh hửi một cái, xong rồi ảnh nói trời ơi sao nó có mùi nước mắm như vậy. Vừa nghe công có cái câu có cái mùi nước mắm một phát, trời đó, coi bà vợ bà hiền khô à, bà đạp một cái bụp, ông chồng té xuống giường lăn cù mèo luôn. Bà vợ bà chửi vậy nè: ông đi ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không chấp nhận được có một cái thằng chồng gì mà trời đất ơi nó dám nói mình có mùi nước mắm, trời ơi trời, đi ra khỏi nhà. Trời ơi, anh chồng khóc bù lu bù lai nè, ra đằng trước nhà luôn. Tối hôm đó anh không được ngủ trong nhà mà phải ra ngoài giường, ngoài đường ngủ, ngủ ngay trước cái vườn á. Ảnh ngồi ảnh tức, trời ơi, tức cái mình gì đâu, sao mình khờ quá đi, ông chú này ông dụ mình, ông suối bậy bạ mình nói sao mà con vợ mình nó không thương mà nó còn đạp mình lăn cù mèo mấy vòng nữa. Ngày mai á mình phải gặp ổng để mình nói cho ra lẽ cái chuyện này coi làm sao. Thì nói á, là vậy, nhưng sáng sớm ngày mai khoảng chừng 6 giờ sáng, anh này anh bắt đầu anh đạp chiếc xe đạp cộc cạch của ảnh ở dưới quê, đạp xe đạp không à quý vị, đạp cộc cạch đi tìm ông chú này để hỏi cho ra lẽ tại sao mà mình làm giống ổng, mà tại sao mà nó như vậy đấy hả. Thì bắt đầu là vừa thấy ông chú này coi như là thường thường á, là cái ông này nè ổng nhiều chuyện lắm, ổng hay ngồi ở cái gốc cây chỗ cây xoài hay là nhà của bà Tư bán cà phê. Thì quả thật sáng nay ổng ngồi ngay nhà của bà bán cà phê đó, ổng tụ năm tụng bảy lại mới sáng sớm mà. Thì anh này anh vừa thấy ông chú có bóng dáng ổng đang ngồi uống cà phê ha, là anh này anh giục chiếc xe đạp một cục chạy vô, lật lật chạy vô chưa mang dép luôn: chú ơi chú ơi chú ơi, có chuyện gấp lắm chú ơi. Ông chú ổng đang húp ly cà phê, ổng nghe cái giọng nói quen quen, ổng quay ngược lại ổng hỏi: trời đất ơi sáng sớm mà mày làm gì mày kìm tao gấp vậy, mà sao rồi chuyện mày với vợ mày sao rồi, mày có làm theo những gì chú nói không, rồi con vợ mày nó có cưng mày chưa. Thì đó, con ra đây gặp chú là cũng vì cái chuyện này nè chú ơi, chú thấy con khờ quá, chú dụ con, chú xúi con tầm bậy không à, con vợ con làm giống y gan như chú nói, con vợ con nó không có cưng con, nó không thương con mà nó còn đạp con xuống giường, nó đuổi con ra khỏi cổ hơn nửa đêm nữa, hôm ra giường ra ngoài đường ngủ luôn đó chú. Trời ơi mà mày làm sao, mày có làm đúng gì chú nói không, mày có giống như gì tao nói chưa. Thì đó, con làm theo những gì chú nói, chú nói là trước khi làm là phải bú cái lờ. Thì con mới vừa đưa cái lỗ mũi còn lại, con chưa có kịp làm gì á, là con thấy cái, trời có mùi nước mắm quá vậy, là con vợ con nó đá con một xông phi xông kiếm mập bích luôn, nó có đợi con chưa có làm ăn gì trơn trọi chú ơi. Trời trời, mày nói là có mùi nước mắm hả? Thì đúng rồi, có mùi nước mắm thì con nói có mùi nước mắm chứ con với lẽ con nói có mùi mật ong. Trời ơi trời. Con ơi là con. Khở là khờ. Trên đời trời đất tao chưa thấy cái thằng đàn ông nào mà khờ như mày đó. Mấy thằng xung quanh đó tao nói, ngồi tao nói năm sáu thằng cười há ổ. Trời trời, ai lại nói có mùi nước mắm? Trời ơi, mà nếu có chăng nữa thì con cũng nói là có mùi nước hoa, mùi mật ong hay cái gì chứ ai nó cũng mùi nước mắm. Nó quýnh mày là phải rồi. Quán ức gì nó mà khóc hả con. Cái câu chuyện cười muốn bể bụng quý vị ơi. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe những câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.